iPhone 13 Pro cuối năm bây giờ chỉ từ 13 đến 14 triệu là đã có. Tuy nhiên thì có một cái điều mà khiến anh khiếp sợ, đó chính là sợ cái gì nhở anh Hùng? Nếu là người dùng iPhone thì sợ nhất bệnh gì? Xanh màn hình à? Chính xác. Thế thì iPhone 13 Pro tầm này mua mà xanh màn hình thì có phải là mất Tết không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn anh Hùng, là người đang sử dụng iPhone 13 Pro chính thức tại Vật Vờ Studio. Mày để kiểu tóc này mà đòi lên phỏng vấn với tao à? Có muốn đổi tóc không? Sếp đổi tóc cho em đi. Rồi, 3, 2, 1. Wingardium Leviosa. Mẹ mày sao lại tóc lại như thế này? Cái thằng nghiệp tao bảo mày ghép như thế à? Đội tử tế vào. Nhưng mà đầu nó to xem ơi. Đầu nó to mà, đầu nó to. Anh ơi, anh kia kìa. Nó đầu nó to không thể. Ôi giời, nhìn mày quy bu quá nhưng mà thôi cũng tạm được. Rồi. Ok, thế thì chia sẻ một chút, hiện tại mình đang có ở đây là con iPhone 13 Pro màu xanh. Cái này là mình mượn ở bên Cường Mobi. Tại vì là có một người nhà của mình thì đang hỏi là 13 triệu mua một con điện thoại để chụp Tết. Thì ở phân khúc này mình đã nhìn ra rồi, máy cũ thì chúng ta sẽ có Xiaomi 13 Ultra. Em đã trải nghiệm chưa? Chưa. Rồi chúng ta sẽ còn có Galaxy S22 Ultra. Em đã trải nghiệm chưa? Chưa. Và cái quan trọng là người ta muốn có một cái máy nó nhỏ gọn. Thì mình thấy rằng là 14 triệu mua con iPhone 13 Pro là hợp lý. Nhưng mà phải khảo sát chính người dùng cái đã. Rồi Hùng, hiện tại là con iPhone 13 Pro của em đã tự bị màn hình xanh bao giờ chưa? Từ trước đến giờ hiện tại thì trộm vía là em chưa bị. Anh thấy cái bệnh này có vẻ như là xuất hiện nhiều ở trên Pro Max hơn chứ ngoài thường hơn. Vâng, nó kiểu xuất hiện trên Pro Max nhiều hơn ấy. Chứ trộm vía trước giờ em chưa bị làm sao được. May phúc cho mày đấy, sau video này mới bị. Ví dụ như kiểu là cái màn hình 120Hz em thấy nó có ngon không? Ngon sếp ạ, cực kỳ ngon. Nếu mà so với cái máy tính em đang sử dụng thì sao? Em dùng con này xong em quay em dùng máy tính, máy tính kiểu bị lag ấy. Đúng rồi, vì màn hình này tao thấy là nó chỉ có 75Hz mà thôi. Và hiện tại thì cái iPhone 15 Pro thì em còn bao nhiêu phần trăm pin? Mở lên cho mọi người xem. 15 sếp. À quên, iPhone 13 Pro là còn bao nhiêu phần trăm pin? Em mua từ năm 2021 đến giờ đấy à? Đúng rồi, em mua từ đầu năm 2022. Đầu năm 2022. Đến bây giờ chúng ta như vậy đã được 2 năm vì đã là đầu 2024 rồi. Pin là còn bây giờ pin là còn 85%. Thế thì nó có ảnh hưởng đến cái trải nghiệm quá trình dùng có đủ một ngày không? Một ngày em cũng chỉ không ảnh hưởng gì. Sáng em đi sạc đầy, em đi làm về mới sạc lại. Thì sáng thì em sạc em đi làm thì 10 giờ em mới đi làm cơ mà, thì em sạc từ lúc mấy giờ? Em sạc từ lúc 9 giờ. Đấy, như các bạn để thấy là làm việc rất hiệu quả. Thế cái iPhone này của em đã bị hiện tượng hỏng lo ngoài hay là hỏng rung chưa? Chưa có dấu hiệu gì. Chưa dấu hiệu gì. Thế mà tại sao mà em đặt báo thức như thế nào mà 9 giờ em bắt đầu em dậy em sạc pin, rồi 10 giờ em đi làm? Thằng danh con này. Không hỏng lo ngoài rồi nhá. Không hỏng rung mà đặt báo thức, mày mở cái điện thoại mày lên cho tao xem là báo thức đang đặt như nào. Nào các bạn lại gần đây nhanh lên xem. Quay đây xem là báo thức thằng này đang đặt như nào. Này, ok, báo thức của Hùng này. Thằng này không bật một cái báo thức nào anh em ạ. Đây này, thấy không? Luôn luôn sẽ có một cái kêu. Nó sẽ thay vì em đặt thì nó sẽ luôn luôn có một cái tự động kêu lúc giờ này. Tự động kêu vào lúc 6:45. Nhà mày mà 10 giờ mày đi làm. Đây, xong rồi 2 giờ sáng này, xong 6 giờ này, xong rồi 7 giờ này. Thưa các bạn, báo thức của nó đặt đến tận là 8:14 nhưng mà thằng này 10 giờ mới đi làm. 6:45 báo thức kêu. Ông nội này không khác gì bà Thảo. Bà Thảo đặt báo thức toàn tao dậy tao vỗ mặt cho để mà dậy đi tắt báo thức. Rồi bây giờ hiền dịu quay trở lại tiếp. Rồi. Thế thì cái máy này thì em sử dụng nhiều chính là tác vụ gì nhá? Ví dụ như anh thấy bây giờ là mọi người đã lên iPhone 15 Pro rồi, ở văn phòng mình rất nhiều. Tại sao, điều gì cản em lên iPhone 15 Pro? Về tài chính sếp ạ. Tài chính hả? Vâng, em không biết không sao. Không đủ tiền hả? Tháng nào cũng phải trả nợ. Thì thật ra anh nghĩ rằng là em không đủ tiền mua iPhone 15 Pro cũng hợp lý. Em đi làm 10 giờ, sau đó là 5 giờ em về. Mà công ty nào trả lương cho em là anh nghĩ là công ty nó bị ngu. Đấy, chứ còn thực ra mà bình thường nhân viên như này người ta cho nghỉ việc lâu rồi. Đấy, nên mà em không đủ tiền mua iPhone 15 Pro là cũng đúng thôi. Thế thì những cái điều nào mà em đang dùng mà em cảm thấy không thua thiệt nhiều với iPhone 15 Pro mà chưa nâng cấp? Hiện tại thì ngoài cái đấy ra thì mà có màn hình 120Hz vẫn rất là ngon, trộm vía chưa bị xanh. Đấy, Dynamic Island có quan trọng không? Dynamic Island sau khi mà công ty mình về mấy cái con kiểu để mọi người review ấy thì em thấy là chả tác dụng gì. Ngoài cái kiểu trông nhận diện nó ngầu ngầu hơn ra thôi. Action button thì sao? Đã càng không có tác dụng gì hơn sếp. Kiểu em quen gạt rung thì gạt im lặng thế xong kiểu không nhất thiết để ý. Không nhất thiết là phải kiểu là báo thức hay là sếp gọi thì mình cứ gạt một cái xong rồi kiểu đỡ mất công phải nghe. Nhưng mà action button nếu mà sếp gọi thì gắn cái nút tắt. Không. Báo thức.
Đấy, ngoài ra ấy, thì với iPhone 13 Pro ấy thì dòng này nó là có chụp ảnh RAW các thứ, nên là đôi khi ở chụp ảnh làm thăm hay gì đấy. Đấy thì các bạn xem thăm ở trên Vinso là Hùng làm chụp chính từ con iPhone 13 Pro này để mà làm thăm luôn. Đó, và ví dụ như là em có hay chơi game trên chiếc máy này không? Em thi thoảng em hay chơi, thi thoảng vào Clash Clan khoảng. Clash Clan rồi, người ta có thể xem nhá. Thì cái quá trình em chơi game trên cái máy này thì em thấy như nào? Nó vẫn rất là nhanh, mượt và không quá hao pin ấy. Dạo em ít chơi rồi, em tập trung em làm việc rồi. Em tập trung em làm việc vào khi nào nhỉ? Vì anh thấy em lúc nào em cũng chơi mà level của em đã là 102 này. Người ta phải cày rất lâu thì mới lên được level 102. Không, bây giờ chơi nhanh lắm sếp ạ. Thật, bây giờ chơi nhanh lắm, khoảng 10 ngày lên được. 10 ngày, ok. Thì đối với Hùng thì chỉ cần 1 ngày thôi. Tại vì Hùng ngày nào chả chơi, làm gì có thời gian mà làm việc. Không. Nhưng mà quá trình sử dụng thì máy có bị nóng quá hay là sụt pin nhanh, hao hụt như nào? Trộm vía, vẫn là trộm vía. Hiện tại thì nó vẫn đang rất là bình thường ấy. Nó, tại vì chắc là chơi trò nó nhẹ nên em thấy thế, chứ còn một ngày em cứ để đấy thôi. On screen của chúng ta trung bình được khoảng bao nhiêu? Đây. On screen trung bình được ủa sao là tận 12 tiếng này? Mày cắm sạc nhồi liên tục à? Vâng. À, đây là 24 giờ này. Không, thi thoảng mới ấy thôi, kiểu vừa sạc vừa dùng buổi tối. Thằng này chút đó. Sạc dùng cái thứ liên tục luôn này mà pin vẫn được 85% sau 2 năm. Thì mình thấy như vậy là cái pin của con này không bị chai nhanh quá nhỉ? Thằng này sạc dùng nhiều, nhồi luôn. Có 2 tiếng buổi tối. Thôi đừng có im, 2 tiếng buổi tối mà hàng ngày. Còn lại buổi sáng là cứ đến công ty là cứ cắm sạc mà dùng thôi. Dùng điện của công ty lại là điện chùa nữa mà. Đấy. Thế cứ xem hình thức qua của cái máy này xem nó có bị trầy xước tróc vẫy gì hay như nào. Thì kiểu ngoại hình nó vẫn rất là mới, kiểu đôi khi là có một chỗ sạc các thứ bị xước, còn vết này là em tai nạn. Ôi, các bạn nhìn cái máy này. Tai nạn. Cái máy, ôi, đi Macan bị ngã xe ấy. Dạ không ạ. Mày đi Macan mà bị ngã xe đâu, rồi. Em đi quay, hôm đấy đi quay, không quen. Vô tình hôm đi quay. Thế lại quen thói quen cũ là đi vào đường cao tốc, thế là rốt cuộc là phanh gấp cái là bị ngã rơi cái điện thoại ra, các bạn nhìn này. Thế chứng tỏ là cái viền thép của nó rất là bền, khi mà các cái vết trầy của nó không bị ảnh hưởng đến kết cấu bên trong, không vỡ màn hình. Đây. Không sao. Bị trầy rất mạnh, cái này chứng tỏ là rơi rất mạnh. Đây, và những cái vết bụi đầy ra ở cái loa ngoài này, không vệ sinh này, rồi cũng như là mọi người sẽ nhìn thấy là cả cái phần ốp cũng hằn lên trên này. Đó. Nhưng mà hình thức còn lại thì vẫn khá là ok và ổn áp. Rồi, thế bây giờ cái máy đó hồi đó thời điểm em mua là bao nhiêu tiền? Hồi thời đấy em mua là 27 triệu. 27 triệu, vâng. Và bây giờ hiện tại cái máy này thì bên Cường Mobile, mình tham khảo cho một người họ hàng của mình thì nó tầm khoảng 13-14 triệu, tùy theo cái hình thức này. Cái phần trăm pin còn lại này, có những máy là còn tận 95 cơ. Phần trăm pin còn lại còn tận là 95. Đó, còn rất là tuyệt vời. Đấy, thì các bạn có thể mua được. Và nếu như mà bây giờ mà được mua lại con này 13-14 triệu, em có mua một cái con máy khác không hay là vẫn mua iPhone 13 Pro? Nếu như mà em chưa dùng iPhone 13 Pro đi thì chắc là mới một mức giá này chắc là em sẽ mua 14 Pro. Máy từng điên này, với mức giá này mua 14 Pro thì phải cố thêm rồi. Vâng, thì mọi người nghĩ sao nếu mà tầm này mình thấy rằng là so với S23 Ultra, Mi 13 Ultra đều là những con mới chỉ ra mắt ở 2023, thậm chí 2022 mà mức giá của nó, mà bây giờ hàng line new chỉ tầm với iPhone 13 Pro đã ra mắt từ 2021. Anh em nghĩ sao? Hãy comment ý kiến xuống bên dưới đâu là lựa chọn của mọi người. Con này thì có một cái ưu thế nhất, đó là vì thiết kế của nó gọn, thành ra là những ai mà muốn nhỏ gọn mạnh mẽ, chụp hình chơi Tết mọi thứ thì họ vẫn chọn. Còn anh em như kiểu chúng ta mà trải nghiệm nhiều thì như mình, trong tầm tiền này mình sẽ chọn 13 Ultra. Vì vậy nên mình vừa mới bán con đấy rồi. Và các bạn đừng quên like cho em bè và hẹn lại anh em trong các video lần sau. Mình sẽ để link bên dưới cho anh em có thể tham khảo giá bán của con này cho chuẩn nhá.